Một trong những tiêu chuẩn để làm quản gia cho giới siêu giàu là họ phải đi những đôi giày sáng loáng đến mức soi gương được, nhưng không bao giờ được bóng hơn của chủ nhân. Đây là chia sẻ của một người tham gia lớp học dạy cách làm quản gia cho những gia đình thượng lưu. Xung quanh tôi là 11 người bạn học cùng lớp. Mỗi người đều đã trả $2,700 để học cách phục vụ cho giới thượng lưu. Đây là buổi sáng đầu tiên của chúng tôi tại trường đào tạo quản gia ở London. Người đàn ông 47 tuổi tên Steve Ford, một người quản gia xứ Wales đã có kinh nghiệm lâu năm, sẽ dạy chúng tôi cách phục vụ bàn ăn, các nghi thức và cách quản lý hộ gia đình. Ford nhìn từng người chúng tôi một cách kỹ lưỡng, đảm bảo chúng tôi có vẻ ngoài của những người phục vụ chuyên nghiệp, đầu tóc gọn gàng, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, không có hình xăm hay trang sức nào ngoài nhẫn cưới. Ông ấy kiểm tra đôi giày của chúng tôi. Theo Ford, những đôi giày này phải được đánh bóng đến mức soi gương được, nhưng không bao giờ được bóng hơn đôi giày của chủ nhân. Sau đó, ông ấy phát đồng phục trong tuần cho chúng tôi, bao gồm cà vạt đen, áo sơ mi trắng mặc đóng thùng với quần đen. Ford yêu cầu chúng tôi mỗi người lần lượt đếm trước một cái bàn ủi được dựng ở giữa phòng, rồi vừa tự giới thiệu về bản thân mình, vừa là phẳng những nếp nhăn của quần áo. Những người bạn học của tôi có độ tuổi từ 25 đến 49, có người là tiếp viên trên du thuyền, một người khác từng là lính bắn tỉa trong quân đội rồi chuyển sang làm lễ tân ở một khách sạn 5 sao. Tất cả đều có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ cao cấp. Tuy nhiên, tôi không có kinh nghiệm gì cả mà cũng không hẳn đến đây để học cách trở thành quản gia. Tôi đến đây để nghiên cứu về nghề nghiệp này khi ngày càng có nhiều người tìm đến nó. Hiện nay đang có rất nhiều triệu phú và tỷ phú, đồng nghĩa với việc nhu cầu tìm người phục vụ giới siêu giàu cũng mỗi lúc một lớn hơn. Theo báo cáo của Credit Suisse, số triệu phú đô la sống ở Trung Quốc vào năm 2021 là 5,3 triệu người, xếp thứ hai sau Mỹ. Theo Forbes, số tỷ phú ở Trung Quốc vào năm 2022 là 285 người, xếp thứ ba sau Mỹ và Ấn Độ. Họ sẵn sàng trả giá rất cao để thuê quản gia và người giúp việc. Ngược lại, những người mới sẵn sàng đi về phía đông, đến Thượng Hải hay Dubai và bất kỳ nơi nào khác thiếu vị trí phục vụ, với mức lương khởi điểm có thể là $60,000 một năm để quản lý dinh thự cho ông chủ. Ở phương Tây, nơi tiêu chuẩn cao hơn và cạnh tranh khốc liệt hơn, một tân binh thường phải học việc trong vài năm và kiếm được mức lương khởi điểm khoảng $40,000. Một người quản gia dù ở bất kỳ thị trường nào cũng sẽ đạt mức lương 6 con số trong vòng 5-6 năm. Tìm được một ông chủ tốt là điều quan trọng nhất đối với người quản gia. Đối với một số người, như người đàn ông 44 tuổi tên Daniel Bentley chẳng hạn, việc tìm kiếm đó có thể kéo dài hàng thập kỷ. Từ một chàng trai sinh ra ở vùng quê của Anh, Bentley đã được đào tạo tại một trường quản lý khách sạn và sẽ dành phần đời còn lại để làm một quản gia. Ông có một cô con gái với vợ cũ của mình. Họ gặp nhau khi ông đang làm việc cho một ông trùm truyền thông người Mexico, nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Hầu hết các quản gia đều đã ly hôn vì giờ làm và việc đi lại gây ảnh hưởng không tốt đến các mối quan hệ hôn nhân, Bentley nói. Theo KFF, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.